Sau 3 tuần, bạn thân Phạm Đức Long qua đời, Cha Ngọc Hằng và Cao Thái Hà nghẹn ngào, nhớ thằng quỷ này quá. Trên trang cá nhân, Cha Ngọc Hằng đã chia sẻ hình ảnh con gái cưng chụp cùng Phạm Đức Long. Người đẹp cũng cho biết, sau 3 tuần ngày nam diễn viên qua đời, cô vẫn nhớ như in những hình ảnh của anh. Diễn viên Phạm Đức Long qua đời vào ngày 6 tháng 7 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Thông tin khiến khán giả, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng và tiếc nuối. Anh ra đi khi tuổi đời mới chỉ 34 tuổi. Nhiều hoài bão sự nghiệp còn dang dở ở phía trước. Ngoài gia đình, Cao Thái Hà và Cha Ngọc Hằng là người vô cùng đau buồn trước sự ra đi của bạn thân hơn 10 năm. Đã 3 tuần, ngày nam diễn viên qua đời, mới đây, chiếc story cá nhân của người đẹp đã chia sẻ loạt ảnh của Đức Long chụp cùng mình và Cao Thái Hà. Không chỉ thế, lúc sinh thời nam diễn viên còn có nhiều khung ảnh kỷ niệm bên con gái Cha Ngọc Hằng là bé Sophia. Chia sẻ, nhớ thằng quỷ này quá, Phạm Đức Long, cô viết. Sau 3 tuần diễn viên Phạm Đức Long qua đời, Cha Ngọc Hằng đã chia sẻ những khung ảnh khi nhớ đến anh, tình bạn đẹp hơn một thập kỷ của cô cùng nam diễn viên Cao Thái Hà khiến cho nhiều đồng nghiệp không khỏi ngưỡng mộ. Những hình ảnh mà bé Sophia, con gái Cha Ngọc Hằng chụp cùng diễn viên Đức Long được biết, lúc còn sống anh nhận nhóc Tì là con nuôi. Những hình ảnh đáng yêu của Sophia bên cạnh diễn viên Đức Long lúc anh còn sống. Trước đó, khi hỏi về Đức Long, Cha Ngọc Hằng đã nghẹn ngào chia sẻ, tôi sốc lắm khi biết Long qua đời. Một người bạn vô cùng thân thiết bao nhiêu năm nay, cứ nghĩ Long sẽ khỏe lại thôi. Khoảng thời gian Long nằm viện, tôi và Cao Thái Hà, hai đứa thay phiên nhau nấu cháo mang đến bệnh viện. Hai đứa còn dành nhau nấu nữa. Tôi tiếc vì không nói chuyện với Long ở những ngày cuối đời. Có Hà nghe được một cuộc điện thoại của Long thôi, kể từ khi Long nằm viện. 3 ngày sau đó tôi mới biết Long bệnh, lúc đó tôi đang ở Hà Nội. Vì Long nói với Hà giấu tôi chứ sợ tôi buồn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.